Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Mở đầu video tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Mr. Green, anh em Sáng Đặng, anh em Trung Trinh, anh em An Dương, anh em Hồ Khánh, anh em Thanh Trần, anh em Bảo Phạm và cuối cùng là anh em Hải Bếu. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để hỗ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ở cái thời điểm hiện tại thì ngoài cái việc anh em có thể đăng ký hội viên, donate cho kênh thì anh em có thể ủng hộ kênh bằng cách mua hàng ở trên kênh anh em nhé. Tôi có một cái link hàng affiliate ở trên kênh, anh em có thể ủng hộ cho kênh bằng cách mua những cái món hàng mà anh em cần nha anh em nhé. Anh em cần thiết anh em có thể mua để ủng hộ cho tôi qua cái link affiliate. Ngày hôm nay tôi vẫn bán áo anh em nhé. Áo sơ mi hiện tại vẫn được giảm giá. Áo sơ mi lụa chống nhăn, màu thì có rất nhiều màu cho anh em chọn. Áo trơn một màu, giá bình thường người ta bán ở cửa hàng ấy nó sẽ là 200k anh em nhé. Khuyến mại trên Shopee giảm xuống còn 160k. Và mua trên YouTube qua link affiliate ở trên kênh tôi thì anh em còn được giảm thêm một lần nữa. Cụ thể là ngày hôm qua thì anh em có thể mua với cái mức giá là 69k với các anh em mà mua sớm đấy, còn bây giờ thì nó không còn cái mức giá đấy nữa anh em nhé. Hôm nay thì mặc dù không còn cái mức giá 69k nhưng anh em có thể mua với mức giá 95k đấy, và anh em mua khi mà anh em mua với tổng cái giá trị đơn hàng là 250k trở lên thì anh em sẽ được giảm thêm 10k nữa anh em nhé. Và có một vài anh em có thắc mắc với tôi là tại sao anh em không được giảm, anh em vẫn mua với cái giá là 200k hay là 160k ấy. Thì là nó có hai cái thứ là như này. Cái thứ nhất ấy là có thể là anh em chưa ấn vào link, tức là anh em phải vào trong ấy, anh em vào trong app nó hiện lên thì nó mới giảm giá anh em nhé. Còn nếu mà anh em chỉ nhìn ở ngoài nó hiện lên ở dưới cái phần mô tả ở trên YouTube ấy thì có thể là nó vẫn để cái giá đúng của nó anh em ạ. Anh em ấn vào trong cái link đấy, anh em vào app thì anh em sẽ nhìn thấy cái giá giảm của nó thực tế anh em nhé. Đấy, còn một vài anh em có thể là anh em đã ấn vào cái link đấy rồi nhưng mà vẫn không được giảm giá thì rất có thể là cái mặt hàng đấy của anh em đã từng xem trước đây rồi và anh em sẽ không được hưởng cái ưu đãi đấy, bởi vì YouTube ấy nó chỉ cho hưởng cái ưu đãi giảm giá đấy khi mà anh em là cái người đầu tiên mà anh em tìm được ra cái món hàng đấy ở trên kênh của tôi thôi anh em hiểu không? Tức là tôi là cái người giới thiệu cho anh em biết đến cái mặt hàng đó ấy, thì anh em mới được giảm giá đấy. Còn anh em tự đi tìm thì anh em sẽ không có được cái giảm giá đấy vì anh em đã tìm thấy cái sản phẩm đấy trước rồi, mà cái đó nó không phải là thông qua tôi giới thiệu, không phải là thông qua tôi quảng cáo. Và đây nó cũng là cái chính sách của YouTube anh em ạ. Chứ còn nếu mà để cho mọi người có thể mua thoải mái với cái mức giá là giảm giá ấy thì chính bản thân tôi cũng có thể là bây giờ tôi thích mua cái gì đúng không, tôi chỉ lên tôi đặt một cái hàng mà tôi muốn mua, sau đó là tôi mua thì tôi sẽ được giảm giá, thậm chí là tôi được giảm hai mang luôn. Một là tôi bán cái món đồ đấy thì tôi được ăn hoa hồng đúng không, thứ hai là tôi có thể mua với cái mức giá rẻ, thì như thế thì YouTube nó sẽ bị thiệt anh em ạ. Bởi vì YouTube nó bỏ tiền ra nó trợ giá. Đấy mà bây giờ ví dụ nhá, tôi lấy ví dụ như là đợt trước mà tôi bán bò ấy, mà tôi bây giờ tôi không bán cho anh em nữa mà tôi bán cho chính tôi, giờ tôi có thể mua được cái bò đấy với cái giá rẻ đi thì tôi làm luôn, tôi mua một phát, tôi không bán cho anh em mà tôi mua luôn 200 đơn mà tôi được cho ấy, thì tôi về tôi bán, tôi mua với cái giá là 120, sau đó tôi về tôi bán với giá là 165. Anh em thấy nó có được không? Đúng không? Không được đúng không? Rõ ràng. Thế nên là đây nó cũng là cái chính sách của YouTube thôi, để bảo vệ cái quyền lợi của chính YouTube và cũng như là những cái nhà bán hàng. Chứ còn nếu mà mình cứ kiểu mình mua được với cái giá rẻ xong rồi mình về mình bán lại mình vẫn lời thì rõ ràng nó là không đúng. Nó hơi sai. Tức là bắt buộc là đấy là phải là cái món hàng mà anh em chưa biết và tôi giới thiệu cho anh em. Đấy, thì anh em mới được giảm nhá. Còn có một vài cái trường hợp là anh em biết cái món hoa hàng đấy rồi, đấy thì anh em không được giảm. Thế nên là mỗi ngày tôi sẽ cố gắng là tôi kiếm được cái một cái món hàng mà có thể là đa số các anh em đều thích và tôi bán ở trên kênh. Đấy, và anh em nào thực sự là có nhu cầu mua cái món hàng đấy thì anh em hãy ấn vào cái link để biết chắc chắn là cái món đấy nó có giảm hay không anh em nhé. Bởi vì chỉ khi anh em ấn vào cái link thì anh em mới biết được cái giá thực tế mà anh em phải mua. Rồi, và hôm nay thì tôi cũng có một cái niềm vui muốn chia sẻ cho anh em. Đấy là anh em Mr. Green hôm nay đã đăng ký hội viên ở trên kênh tôi để ủng hộ cho tôi. Đấy, và cái ủng hộ này nó là cái ủng hộ hàng tháng. Hàng tháng anh em đóng góp ở trên kênh là 20k. Đây là một cái đóng góp định kỳ.
Thì thực ra ấy, cái việc mà có anh em đăng ký hội viên ở trên kênh của tôi thì nó cũng không có là quá mới. Và cũng trước đấy là cũng có rất nhiều anh em đăng ký hội viên rồi, và thậm chí là với những cái mức cao hơn. Cái thứ mà làm cho tôi vui ấy, nó là câu chuyện ở đằng sau đấy của anh em Mr. Green. Khi mà anh em Mr. Green xem tôi một thời gian, nhưng đó là cái quãng thời gian mà anh em chưa kiếm được tiền. Anh em mới còn là sinh viên, vẫn còn sống nhờ tiền của bố mẹ đấy. Và khi mà anh em Mr. Green đi làm và đã có thu nhập, anh em Mr. Green quyết định bỏ ra 20k mỗi tháng để hỗ cho tôi. Điều đó chứng tỏ là anh em rất là yêu mến tôi đấy, và rất trân trọng những cái giá trị mà tôi đem lại cho anh em. Còn tôi rất vui khi mà mình làm những cái công việc có ích đấy. Mình được công nhận, cái sự công nhận của mọi người khiến cho tôi vui. Thì đây nó là một cái sự công nhận của một bạn, và rất là yêu quý. Khi bạn chưa có, bạn không ủng hộ được, và khi bạn có, bạn quay lại bạn ủng hộ tôi, thật sự là rất vui. Và cái câu chuyện của bạn ấy, thực sự là nó không chỉ có như thế đâu, mà nó khiến cho tôi liên tưởng tới những cái ngày đầu tiên mà khi mà tôi kiếm được tiền, khi mà tôi không phải phụ thuộc vào gia đình tôi, không phải phụ thuộc vào những cái đồng tiền trợ cấp của bố mẹ nữa, mà là những cái đồng tiền mà do chính mình kiếm được làm ra, và mình có quyền quyết định xem là sử dụng cái đồng tiền đó vào cái việc gì cho nó hợp lý. Thực sự nhá, tôi xin chia sẻ luôn với anh em về câu chuyện của tôi. Tôi đã trải qua, đúng rồi, đương nhiên là tôi sẽ phải trải qua cái công việc đầu tiên và những cái đồng tiền lương đầu tiên tôi kiếm được. Bước ra cuộc đời, khi mà chúng ta kiếm được tiền, chúng ta không phải dựa dẫm vào bố mẹ nữa. Bình thường trước khi mà đi làm, kiếm được tiền thì bố mẹ cho. Cái đồng tiền đấy không phải do chính chúng ta kiếm ra. Nó không phải đổ mồ hôi xương máu, không phải mất công sức. Thì lúc đấy chúng ta chưa hề biết quý trọng cái giá trị của đồng tiền. Và rồi ngay sau đó, khi mà chúng ta đi làm, chúng ta kiếm được những cái đồng tiền đầu tiên, chúng ta cảm nhận được cái giá trị của đồng tiền. Kiếm tiền rất khó đấy. Và khi mà chúng ta nhận được những cái đồng tiền lương ít ỏi, đương nhiên rồi, mới đi làm, những cái công việc đầu tiên sẽ là những cái đồng lương ít nhất, và chúng ta mới thấy được cái giá trị của đồng tiền. Và chính vì cái giá trị đó ấy, từ bạn Mr. Green ấy, nên là 20k của bạn Mr. Green, tôi nói thật với anh em là cực kỳ có giá trị đối với bạn Mr. Green. Và bạn bỏ ra để bạn ủng hộ kênh làm cho tôi cực kỳ là xúc động đấy. Rất là cảm ơn anh em nhé. 20k với người mới đi làm, tôi đảm bảo với anh em là rất giá trị. Trước đây cái công việc đầu tiên của tôi ấy, là làm công nhân, anh em tin được không? Đó là cái khoảng thời gian mà trước khi tôi nhập học đấy, tôi tốt nghiệp cấp 3 xong rồi tôi đi thi đại học đúng không? Và khi mà chờ cái kết quả đại học ấy, kết quả báo là có đỗ hay không ấy, thì tôi đi làm. Và tôi đi làm ở trong một cái xí nghiệp may. Xí nghiệp đấy là xí nghiệp may Thêu Hương Thịnh, bây giờ thì họ phá sản rồi. Ngày trước thì đó là một trong những cái xí nghiệp may xuất nhập khẩu, phải nói là lớn nhất nhì Hà Đông đấy. Đấy thì tôi có vào, tôi xin vào đấy thì lúc đấy chưa đủ tuổi, thì tôi được làm ở trong cái bộ phận là chúng ta sẽ có cái bộ phận giặt đúng không? Và sau cái giặt đấy, sấy xong thì là đến là, đấy là quần áo. Thực sự là nó rất là vất vả anh em ạ. Hàng ngày tôi sẽ phải làm việc từ 8 giờ sáng và đến 6 giờ chiều đấy. Và làm việc thì phải đứng suốt thôi, không có, nếu mà trong cái lúc làm việc ấy, thì phải đứng suốt đấy, có thời gian nghỉ nhưng mà nó không nhiều đấy, thì trong khoảng thời gian đấy là phải đứng suốt. Và mới đi làm thì rất là đau lưng, bởi vì mình không làm quen cái đấy. Mới đi làm và trước đấy là học sinh thôi. Học sinh thì suốt ngày đi học xong rồi cũng ngồi học thôi, chứ có bao giờ đứng suốt như thế đâu đúng không? Mà làm công nhân thì anh em biết rồi, làm theo ca đấy, vất vả lắm, giờ giấc các thứ, nhiều khi là phải dậy sớm hoặc là về khuya. Thế rồi cuối cùng là cuối tháng lĩnh 200k tiền lương anh em ạ. Mặc dù là đấy là một cái số tiền nó khá là nhỏ, nhưng mà đối với tôi lúc đấy thì nó thực sự nó rất là vui, vì đấy là những cái đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được đấy. Và tôi làm ở đó được 3 tháng thì tôi có giấy nhập học vào Đại học Kiến trúc. Đấy thì lúc đấy thì tôi nghỉ và tôi lĩnh được 3 tháng lương. Hai cái tháng lương sau thì tôi làm mỗi tháng đấy là được 400k đấy, tổng vị chi là được 1 triệu đấy. Và sau khi mà kết thúc làm việc ở đó thì là tôi phải đi đăng ký một cái liệu trình để chữa lưng. Và cái tiền lương ấy nó không đủ tiền để chữa lưng đấy, và lại phải xin tiền bố mẹ
quả thật là kiếm tiền không dễ. Đấy, nên là hãy trân trọng những cái giá trị mà chúng ta đang làm được anh em nhá. Và tôi cũng rất trân trọng những cái giá trị mà anh em làm được và anh em cho tôi. Ok, rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái meta mới anh em nhá. Meta này thì anh em cũng biết tôi chơi gì rồi đấy. Hiện tại là tôi đang xây dựng cái bộ beat. Đấy, rất là ok. Bộ beat có thể nói là cái bộ mạnh nhất ở trong meta này. Nó mạnh theo đúng nghĩa đen luôn. Mạnh từ đầu đến cuối. Mạnh theo cái kiểu là mạnh cực kỳ luôn. Mạnh đến nỗi mà đối thủ không có cách nào để có thể cản được. Nếu mà cái bộ beat này nó đủ đồ. Và những cái món đồ của nó thực sự là nó cũng rất là dễ kiếm. Nó chỉ là những cái món đồ tím thôi. Nó không cần là những cái món đồ cam. Kết thúc trận đấu rất sớm, khiến cho chúng ta chưa kịp xoay sở gì thì đã mất hình rồi. Đấy. Và ở thời điểm hiện tại thì giữa game chưa thấy cái bộ nào có khả quan là cản được cái bộ này. Ngày trước thì có Gladiator giữa game này, có Feather, nhưng bây giờ thì không. Bây giờ thì không. Bây giờ may ra của bộ 9 Warrior có vẻ có tí hope anh em ạ. Đấy, và cái bộ mà hôm trước tôi có giới thiệu cho anh em là cái bộ mà kết hợp giữa cái con Sandbow Exit và cái bộ God ấy, là cũng có thể đấm được ở giai đoạn giữa game. Nhưng mà đấy là giữa thôi, chứ còn cuối thì cũng chưa biết được đâu anh em ạ. Cuối khó đấy. Cuối game khi mà beat nó có đủ đồ, nó kẹp được cá vào, kẹp được Doom vào, đấy, kẹp được lấy được cái món cầu vực thẳm, thì cái câu chuyện nó sẽ khác đấy. Thế nên là cũng chưa biết được anh em ạ. Beat nó vẫn là một cái thế lực nha anh em nhá. Dù có thể là tôi làm content đấm beat, hay là có những cái kênh YouTube khác họ có nói về cái bộ beat này là có nhiều cái bộ counter được, thì đúng, ok, counter được. Nhưng mà counter ở cái giai đoạn nào thôi anh em. Counter thì chắc cũng phải siêu late game. Đồ thì cũng phải đồ cam, phải đắp lên người, chắc là cũng phải full thì may ra mới ăn được. Chứ còn bây giờ bảo kể một cái line up mà đấm được cái bộ beat ở cái giai đoạn từ 20 đến 35 đi, kể thử đi xem là có bao nhiêu bộ nó ăn được cái bộ beat. May ra có bộ Warrior, tôi nói thật, may ra có bộ Warrior. 9m bây giờ không có cửa đâu. Anh em xem cái trận trước ấy, anh em cũng biết 9m không có cửa đâu anh em ạ. 9m thì một là gì? Lấy cái cầu vực thảm. Lấy cái cầu vực thảm sớm. Hai là kẹp cá, thế thôi. Bộ beat này ấy, nó chỉ cần là một cái con gấu lên 3 sao thôi. Con gấu lên 3 sao cực kỳ dễ luôn. Có cầm RO, cầu vực thẳm và sách là xong. Đồ chỉ cần như thế thôi là vô địch rồi đấy. Con 9m thì nó còn nhiều đồ lắm anh em ạ. 9m thì nào là phải là xích này, phải là gậy xanh này, phải là hack. Thậm chí là còn phải có một cái bất diệt để còn sống sót được, để còn có thể tung được là cái loạt trưởng thứ hai. Nhiều khi là còn chưa kịp bật RO lên. Ví dụ như là 9m của RO ấy, nhiều khi chưa kịp bật RO lên bị nó vả chết rồi. Nhất là những cái con như kiểu con Thunder Spirit đứng ở hàng đầu tiên ấy, mà cái con gấu đứng ở cái vị trí đấy nhá, là anh em biết là gì không? Là coi như là nó vả luôn. Bật lên một phát là vả là chết luôn. Còn chưa kịp làm gì, xòe quạt được đúng một lần. Kể cả 5 rồng 9m luôn. Bởi vì cái con gấu nó gọi đệ ra ấy, thì mấy cái con đệ nó có bị nó có bị đóng đá đâu. Nó không có hiệu ứng đóng băng anh em ạ. Mấy con đệ gọi ra nó không bị, nó miễn nhiễm với những cái hiệu ứng của 9m. Đấy, không bị đóng đá này, không bị tăng sát thương phép lên người con gấu. Sau đó nó lại được hưởng cái hiệu ứng của cái cầu vực thẳm nữa, nên là nó cực kỳ là trâu. Sau đó là mấy cái con gấu nó vả thôi. Đồ thì cũng rất dễ. Đấy, ví dụ như là bây giờ tôi sẽ đổi một cái món đồ tím luôn. Ở round 15 mà đổi được rồi. Đây anh em thấy chưa? Cái câu chuyện của nó chỉ đơn giản như thế thôi mà. Đấy, round 15 có sách, trò chơi kết thúc. Đó, all in ở round, ngay round 15 là có thể lấy được đồ tím rồi đúng không? Thế thì all in luôn thôi. Cái bộ này thì cứ bao nhiêu sách thì lấy bấy nhiêu thôi mà. Bây giờ nếu không ra sách đúng không? Random tiếp, rèn tiếp, đến khi nào ra sách thì thôi. Đấy, khi nào mà anh em đến khoảng round 30-35, anh em cầm 2 cuốn, 3 cuốn sách vào là anh em vô địch rồi đấy. Đấy, chưa kể là gì, chúng ta còn lấy được một cái món đồ xanh lá cây cũng rất khỏe. Đấy chính là cái tù và nữa. Cái tù và cực kỳ khỏe luôn. Nó tăng tốc đánh của những cái con đệ gọi ra, kể cả con đệ sắt nha anh em nhá. Cực kỳ khỏe.
Mà đệ sách thì nếu mà lên 3 sao thì khỏe lắm anh em ạ. Cái đam của nó lên tới là 800 đam. Đấm cực đau luôn. Ôi tôi chết rồi, nhưng mà cái đao này của tôi lại thua cái thằng Warrior này. Đấy, Warrior nó vẫn là ăn được đấy. 28 giây này có kết liễu được không nhỉ? Cũng khó đấy, hai con này trâu lắm. Unicorn của tôi thì không chết được đâu. Con này không đủ đam để giết Unicorn được đâu. Nhưng mà 17 giây kia mà để mà giết được con Kunka này thì chắc là cũng không giết nổi. Trâu lắm. Kunka này 10 giáp rồi mà. Thế là mất chuỗi rồi. Sida thật đấy. Biết thế rôn mới cài ấy nhở, nhưng mà lại không rôn. Ui, đủ bộ luôn này. Hay quá. Ở đâu, vẫn thiếu một con à? Chưa đủ bộ. Thiếu một con, thiếu con sói. Chưa có sói anh em ạ. Ok, rồi đưa hai con này lên 3 sao cái đã này. Hay quá, ui, bây giờ mới đẩy thì thôi. Con này xác định với tôi. Ok, bắt đầu bây giờ là đi đẩy ở đây. Đệ bắn cực đau luôn. Hôm tôi là còn chưa có cái tù và đấy. Chưa có cái sừng chiến đấy. Có cái sừng chiến thì ơ cắt chuôi luôn này, hay quá. Có cái sừng chiến thì còn đẩy, còn khát máu hơn rất là nhiều. Chơi cái bộ beat siêu đẻ thì con là sẽ là con beat Persia thôi anh em ạ. Sau đó là chuyển sang co là gấu thôi. Lên game chuyển sang co gấu. Giờ cứ để như này thôi anh em ạ. Lên được level 8 này là chúng ta kết hợp được với cả 6 bit rồi. Mặc dù là không phải là hàng real nhưng mà thế này cũng được. Cái hoạt wizard này cũng ngon rồi. Con đệ nó đấm rất đau nha anh em nhá. Anh em nhìn xem. Ui. Con đệ đánh gần ấy. Con đệ đánh gần nó đập đau thật sự luôn. Tôi là có quyển sách ở ngay cái lần rèn đồ đầu tiên. Và khả năng là những cái lần sau ấy cũng khó có thể là ra cuốn sách. Vì lần sau là chúng ta cái cơ hội ra sách nó cũng sẽ như cái lần đầu tiên thôi. Trừ khi cái lần đầu tiên là chúng ta random ấy. Random mà ra được một cái quyển sách luôn ấy thì nó rất là hay luôn. Thì là những cái lần sau chúng ta có tự tin là nếu mà không ra sách thì chúng ta random tiếp. Nó lại sẽ ra. Đấy. Chúng ta chỉ cần bỏ qua hai lần random thôi. Và chắc chắn là cái lần thứ ba nó sẽ ra sách. Và từ lúc đấy trở đi là cứ rèn đồ tím là nó sẽ ra sách hết thôi. Đây mới đang 19 rồi đấy anh em ạ. Còn rất sớm nhưng mà thực sự đẩy rất là căng luôn. Ui, 23 máu này. Lên được con cây lên 3 sao. Có phải cái sừng chiến không? Có phải dấu hiệu của một cái sừng chiến không nhỉ? Không phải, nhưng mà cái búa xét cũng được luôn. Tí nữa thế nào tôi cũng sẽ đổi sừng chiến thôi anh em ạ. Cái round này là tôi sẽ đổi được cái sừng chiến này. Bởi vì cái sừng chiến là bây giờ là đổi là chắc chắn là ra rồi. Đấy. Bây giờ đổi là chắc chắn là ra sừng chiến luôn. Round sau up lên 9 luôn cũng được. Làm nào để đẩy lên cấp sớm kiếm con gấu 3 sao. Trận này tôi sẽ chạy đua tốc độ anh em nhé. Để xem là chúng ta có thể kết thúc trận đấu này ở ra bao nhiêu. Liệu rằng có trước ra 30 được không?
Bây giờ thực ra là lên được con sâu 2 sao với cả con gấu ấy. Gấu 2 sao nữa. Cáo này. Rồi chơi hàng Ryu luôn. Up cấp thêm con heo này vào ngon. Rồi không có đồ gì random luôn anh em nhé. Và cái round này tôi sẽ đổi. Có thể đổi một món đồ tím nữa luôn à. Thế đổi luôn. Đổi đồ tím anh em ạ. Đây là cái áo choàng. Cái áo choàng này nó có rất nhiều công dụng. Tí nữa chúng ta có thể kẹp với cả Sivet. Rất ngon luôn. Hoặc là chúng ta có thể kẹp với Kira anh em nhé. Khi mà chúng ta có áo choàng là chúng ta không cần đồ Kira anh em ạ. Chúng ta chỉ cần cho hai con Kira vào thôi. Đó là một cái rất là hay của cái áo choàng. Chúng ta cho hai con Kira vào và chúng ta được hưởng cái hiệu ứng Kira cho con mặc áo choàng. Đấy, và nếu mà chúng ta kẹp thêm một cái con Demon nữa vào thì nó tuyệt vời luôn. Chúng ta có khả năng Kira và Demon. Đam nó sẽ rất là to. Ngoài ra chúng ta còn không cần phải kiếm cái đồ Kira. Khi mà chúng ta đã có cái áo choàng này, cái áo choàng này nó thay cho Kira luôn. Rất khỏe. Chỉ là tốn thêm một slot thôi. Tốn thêm một slot cho Kira thôi. Trên này khả năng là cũng sẽ có là rồng rồng God ấy. Rồng God Mate đúng không? Nhưng mà yên tâm đi anh em ơi. Ui trời ơi, như này. Có sống đến lúc đấy không? Vấn đề là thế. Sắp đi rồi. Mỗi round tôi đẩy 20 màu. Từ mấy cái round trước tôi đã đẩy như thế rồi mà. Đẩy cực kỳ căng luôn. Chính ra nhá, nếu mà để 6 bit như này này, đẩy nó không nhiều bằng là để 4 bit đâu nhá. 4 bit ý, đối thủ mà nó sống nó dai hơn ý, thì nó còn đẩy nhiều hơn cơ. Cái tầm 22 này vẫn có thể để 4 bit được ấy. Tầm này vẫn để 4 bit được, trừ khi là gặp mấy cái nhà kiểu kiểu 9 warrior thì hơi sợ một tí. Còn nếu mà để 6 bit này thì đẩy của nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà mất ít máu hơn. Sáu Glacier thì... Ôi chết chết luôn. Bay vào phát đi luôn ạ. Hảo rồi. Thế thua à? Ui ôi, bay đúng ở vị trí con ca lông ạ. Sơ suất quá. Blink ở đúng vị trí con ca lông, chết luôn. Hộ 02 này. Quá tuyệt vời. Trận này cũng thuận lợi phết anh em ạ. Beat nó tự ra luôn. Ông nào mà chơi game mà được beat độ thì xác định cái trận đấy là may mắn cả năm rồi đấy. Không còn may mắn hơn được nữa đâu. Giống như tôi ở trận đấu này chả hạn. Được beat độ. Beat thì nó đã là cái bộ mạnh nhất meta rồi, xong lại còn được độ nữa. Đánh phê thật sự. Nhiều khi chả phải làm gì, bài nó tự ra. Thế là thôi cứ up cấp lên là đẩy các cái nhà còn lại thôi. Nhà còn lại thì phải roll. Không roll thì chết. Bây giờ không form kịp là chết. Đấy, thằng này có định chơi Witcher này. Đấy, có kịp Witcher không? Ủa tôi chết rồi, bị Doom rồi. Đẩy nhiều phết đấy anh em ạ. Ui ơi, gặp tôi lần nữa là đi. Làm gì mà kịp. Tôi nghĩ tôi sẽ dí thẳng lên 10 luôn đấy anh em ạ. Chứ còn tôi không luôn ở 9 đâu. 26 lên 10. Lên 10 kiếm cái con gấu. Kiếm gấu tỷ lệ nó ra gấu nó sẽ nhiều hơn. Chúng ta chỉ cần tìm 4 con gấu thôi mà. 4 con gấu mà roll ở level 10 thì nó cũng dễ thôi, không khó đâu. Sau đó là gì, là sẽ kiếm cái RO. Chúng ta thiếu mỗi cái RO thôi. Và đợi một cái nhà nào đấy nó chết, nó rơi thêm cho tôi hai cái mảnh xám nữa thì tôi sẽ đổi cái sừng chiến anh em nhé. Vừa đấy tôi không đổi sừng chiến bởi vì là có đồ tím thì thôi thôi. Mấy cái món kia vứt đi thì đổi đồ tím luôn. Ok, sao round nào cũng bị cái con này cũng bị chết đấy nhỉ. Có lẽ là cầm Blink nó là hơi sai. Không nên cầm Blink. Đấy, nhưng mà cũng cắt chuối được thằng 6 Glacier luôn. Quá tuyệt vời. Vẫn chưa thấy con gấu nào luôn. Áp dần lên 10 đó.
da gấu thì nó sẽ khác, nhất là gấu kết hợp với cả RO ấy. Whispersia này nó chỉ mạnh ở cái giai đoạn này thôi, chứ còn late game không mạnh bằng gấu đâu. Mặc dù là có thể nó đẻ được nhiều hơn, tốc độ đẻ của nó cũng nhanh hơn, nhưng mà cái con gấu nó vả đau anh em ạ. Con đệ con gấu vả đau lắm. Nó vừa vả đau, nó vừa vả nhanh nữa cơ. Tăng stack nhanh. Rao này lấy cái gương là ok. Gương tăng cường Ulit, càng đông càng tốt thôi. Hiện tại cái round này thì tôi cũng chưa đổi cái sừng chiến vội anh em nhé. Từ từ đã. Đợi một cái thằng chết rồi đổi. Thằng nào chết chúng ta sẽ đổi sang những cái món đồ xám ấy sang. Để dành những cái món đồ xanh lá đi. Cái món đồ xanh lá này cũng khá là ngon. Lên game chưa biết được. Nhiều khi cái phản nó cứu chúng ta khỏi một bàn thua trông thấy đấy. Cái giáp phản này nó là xanh lá cây, nhưng mà thực sự là nó là một cái món đồ mà lật kèo. Nhiều khi là phải giữ cái món đồ này để phòng trường hợp late game có thằng nó chuyển sang Witcher kết hợp với cả Assassin ấy. Thì cái món này rất ngon. Chúng ta có thể có Kira để chúng ta đỡ lại được cái cú crit. Chỉ cần đối thủ đánh vào chúng ta và crit là đối thủ bay màu mà. Trên này tôi vẫn đang hướng tới là những cái con mèo anh em ạ. Kèo được cái bộ Sivet với cả long bào cực kỳ mạnh luôn. Kết hợp với cả Beat. Ok. Thằng này sẽ bị đẩy nhiều máu. Chắc chắn luôn. Clyde. Không nhiều lắm nhỉ. 30 máu. Tôi nghĩ là nó phải nhiều hơn cơ. Một món đồ tím nữa không? Hay là xanh lá nhỉ? Đổi luôn xanh lá đi, lấy cái sừng chiến. Chắc chắn là round này có sừng chiến rồi. Ok. Lên 10 rồi. Luôn mấy cái ra nào. Mèo à. Ok, thêm con tăng cơ đi. Cũng được. Một con 2 sao tăng cơ phía trên. Ôi tôi chết, con cây lại rơi vào cái ổ nhiệt nhện thôi kìa. Và phát đi luôn kìa. Xì ra thật. Nhưng mà vẫn còn ngộ không gánh. Không được, khỏe quá. 6 Glacier rồi. 6 Glacier Lancer dồn đồ. Nghe nói là cái beta sắp tới là con Lancer này sẽ thay đổi, nó chuyển xuống là còn 4 đô anh em ạ. Không biết là có ra gì không. Gấu 2 luôn này. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ là tôi sẽ để cái đồ này cho con Whispersia thôi. Gấu 2 cảm giác không mạnh bằng Whispersia 3 sao. Bao giờ lên 3 rồi mới đổi anh em nhé. 2 sao thôi. Cái con gấu bây giờ nó cần mana nó mới gọi đệ được. Nó sẽ yếu hơn ngày xưa. Ngày trước là con gấu nó vào phát là gọi đệ luôn. Bây giờ con gấu này vẫn phải cần có một vài cái món đồ tăng mana anh em ạ. Chơi này lắm thằng chơi 6 Glacier đấy nhở. Con cây của tôi toàn bay lên nó chết luôn. Thề. Nhưng mà kể cả con cây có chết ấy, vẫn thắng. Thế mới điều. Lại gương. Quá tuyệt vời. Roll từ nãy giờ vẫn không thấy ra con gấu nào nhỉ. Nếu mà không ra gấu ấy, tôi sẽ đánh cặp Whispersia anh em nhé.
Tí nữa sẽ đánh cặp Whispersia xong thay hai mèo vào. Vẫn đủ slot. Hai mèo, hai Whispersia. Đấy, hai Whispersia cầm đồ luôn. Cực kỳ đông luôn đấy. Rồi, bây giờ nó có sự khác biệt rồi đấy. Tôi không cho Whispersia cầm Blink nữa. Khác ngay. Rồi, 6 Glacier thì... Ui, rồi, ui. Làm sao? Ơ, nhưng mà bóng. Ôi, vậy là đến ra 30 rồi anh em ạ. Tốc độ trận đấu vẫn không thể đẩy trước ra 30 được. Tôi cứ tưởng là chúng ta có một con Whispersia sớm là chúng ta có thể đẩy trước ra 30, nhưng mà không. Vẫn không được. Rao sau tôi sẽ xả hết tiền. Đẩy trước rao 33 anh em nhé. Tôi nghĩ là số máu kia thì 2 rao. Sẽ cố gắng trong 2 rao. Tôi sẽ lại đổi đồ tím tiếp. Đổi đồ tím để kiếm cái gì? Kiếm cái quyển sách tiếp theo. Bộ này thì cứ càng nhiều sách càng tốt thôi. Thậm chí là 3-4 quyển sách vẫn ok. Chơi siêu đẩy siêu đẻ thì cứ kết thúc trận đấu trước rao 35 là ngon. Còn sau ra 35 này xong rồi đến 40 ấy, đối thủ bắt đầu có những cái món đồ cam ấy thì bắt đầu bọn nó khỏe lên, chúng ta có thể thua ấy. Tầm này nó là kết thúc trận đấu là vừa. Ok, xả hết tiền luôn anh em nhá. Cố gắng kiếm con gấu ba nào. Hai rào nữa thôi. Đây. Có nên đổi một cái món đồ tím nữa không nhỉ? Bây giờ đổi thì lại vứt hơi nhiều đồ. Gấu còn một con nữa lên được 3 sao. Rao sau tôi sẽ xả lốt nha anh em nhá. Rao sau sẽ là rao cuối cùng, tôi sẽ xả hết tiền. Rao này chưa phải rao cuối cùng đâu. Ok. Bốn tám máu mà bây giờ mà đẩy một phát chết luôn thì là cũng căng nhỉ. 50 máu, đẩy một phát 50 máu. Con laser đánh cháy không kìa. Ấy à, bắn nhanh phết. Ui, đập cho phát chết ạ. Thôi, rao này chắc chắn là rao cuối cùng rồi. Hết tiền luôn anh em nhé. Đối thủ không thể cưỡng nổi đâu. Gấu 3 này. Vậy là chúng ta con gấu 3 rồi đấy. Ui, ngũ 03 à? Không được rồi. Chỉ gấu 3 rồi thôi. Thôi không kịp rồi. Không kịp. Chưa kịp đập trứng yêu gấu. Đập trứng yêu gấu không kịp chuyển đồ anh em ạ. Thôi, cái này là kết thúc của đây anh em ạ. Whispersia tôi nghĩ là gánh tốt luôn. Lancer của đối thủ vẫn chưa lên được 2 sao thì cửa gì đỡ được. Ê, nhưng mà nó cũng khá là trâu nhá. Khá trâu ấy. Ây da, ây da, ây da, ây da. Ây da. Ây da. Được quá nhờ. Ây da. U. Khỏe đấy. Nhưng mà tôi sắp gọi đệ rồi. Này thì, úi giời ơi anh em ơi. Con đệ ở già đập vặt trên luôn. Con đệ đánh gần nên nó 800 đam anh em ạ. Cộng với một đống stack rồi thì chắc là cỡ khoảng 1000 đam một vả thôi mà. Có gì đâu. Thế là con Lancer chắc là chưa đủ 1k máu thì là đập một phát chết luôn thôi. Quá đơn giản đúng không? Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái xem lại cái bộ Warrior anh em nhá. Nó đã quay trở lại rồi đấy.
Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi kết hợp God với Senbou Aegis đánh nhau với cái bộ Warrior và bộ Beat nó như nào. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!